Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 132. Hàn Lôi và Mạc Huyền Tức nghiến răng nghiến lợi, hai người họ nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Quá mất mặt. Với thân phận là yêu nghiệt của chiến giới thiên càn, là sự tồn tại cấm kỵ, thế nhưng họ lại bị đối phương tát cho mỗi người một bạt tai. Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu hơn cả bị giết. Hậu quả tạo thành sau việc này càng khó tưởng tượng hơn, thậm chí thần thoại vô địch của chiến giới thiên càn còn có khả năng sẽ sụp đổ. Nhất định phải giết đối phương. Không cần biết đối phương là ai, không cần biết hắn có lai lịch đáng sợ đến đâu, thì vẫn phải giết hắn cho bằng được. Rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Lôi sầm mặt, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là ai? Không chỉ hắn ta. Tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Họ rất tò mò, muốn biết rốt cuộc người áo xanh đội mũ rộng vành này là ai. Từ ban đầu đã muốn biết là ai to gan như thế, dám khiêu chiến với cả Huyền Lôi Song Kiếm. Đến lúc này, Huyền Lôi Song Kiếm bị tát bay thì càng đẩy lòng hiếu kỳ này lên cao. Một người có thực lực như thế chắc chắn không phải hạng người vô danh ở con đường thông thiên này. Bây giờ mới nhớ hỏi tên mình ư. Dưới mũ rộng vành, Lâm Nhất nhếch mép cười cợt, có lẽ trước đó hắn chỉ là một người chết trong mắt họ thôi. Lúc này bị tát đau mới nhớ ra rằng ngay cả tên của hắn cũng không biết. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Lâm Nhất cũng không che giấu thân phận của mình, hắn cởi mũ rộng vành trên đầu xuống, lạnh nhạt đáp. Mặt của hắn lập tức lộ ra trong mắt mọi người, những người đến từ bốn khu vực lớn lập tức nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt ấy anh tuấn bất phàm, tràn đầy sắc bén, trong mắt lẻ vẻ kiêu ngạo, tóc dài tung bay theo gió toát ra khí chất phóng khoáng và tự do. Là ngươi. Mạc Huyền và Hàn Lôi thay đổi sắc mặt, lập tức nhận ra Lâm Nhất. Công tử Táng Hoa, bây giờ làm gì có ai không biết. Tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa trở nên xôn xao, họ đều hết sức kinh ngạc, hiển nhiên điều này đã làm họ rất bất ngờ họ. Nhưng sau khi suy ngẫm về sự bất ngờ này thì lại thấy có vẻ rất hợp tình hợp lý. Ngoài vị công tử Táng Hoa liên tục điên cuồng nghịch tập, không e dè điều gì kia, rất khó tưởng tượng còn có người thứ hai dám kiêu ngạo như thế. Cho dù những yêu nghiệt khác thật sự có thực lực, chắc có lẽ họ cũng sẽ không dám tự ý phát sinh xung đột với mười phương chiến giới. Còn Lâm Nhất lại là một con hắc mã tuyệt thế, hắn xuất thân từ hạ giới, đã từng bước đi dưới gió tanh mưa máu. Vô số vong hồn đã chết dưới kiếm của hắn. Hơn thế nữa, hắn còn là người cười đến cuối cùng ở khu vực Thương Long, vượt qua quán quân ban đầu, còn lấy được cơ duyên trên tạo hóa trong bảo điện Thương Long. Đã có quá nhiều tin đồn về hắn, dù trong tình cảnh giết chóc đẫm máu, thanh kiếm trong tay hắn cũng chưa từng thoái lui. Chẳng qua không ai ngờ được rằng kể cả mười phương chiến giới được gọi là cấm kỵ, kiếm trong tay hắn vẫn không e sợ chút nào. Đến lượt ta ra tay rồi phải không? Mọi người còn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của Lâm Nhất, hắn đã ném chiếc mũ rộng vành trong tay đi, ầm. Chiếc mũ rộng vành kia di chuyển phát ra kiếm ý kinh khủng, tỏa kim quang lấp lánh, hắn như vừa ném ra một vầng mặt trời. Trong tích tắc, chiếc mũ rộng vành này cuốn theo sát ý vô tận bay xuyên qua không khí. Mặt hai người chợt biến sắc, họ vội vàng ra tay. Mỗi người tung một chưởng đầu chiếc mũ tỏa kim quang này ra xa trăm thước. Sát ý và kiếm ý ẩn chứa trong chiếc mũ rộng vành kia quá mạnh, không thể tưởng tượng được khi nó tới gần sẽ bộc phát uy lực như thế nào. Hộp đựng kiếm mở ra, lòng bàn tay của Lâm Nhất hiện lên cổ ấn thần dương, hắn đưa tay cầm lấy Táng Hoa, kiếm như sấm chớp xẹt qua trước mắt. Táng Hoa ra khỏi vỏ, dị tượng vĩ đại xuất hiện, biển mây mênh mông bất tận bị tia kiếm quang này chém thành hai nửa. Một vầng mặt trời bay vút lên trời từ sau lưng Lâm Nhất, ánh hào quang đỏ rực lập tức phủ kín vùng trời kia. Nhật Diệu Thần Kiếm, Bát Vân Kiến Nhật. Cao nguyên Hoàng Sa rộng hàng vạn dặm, bị bụi mù bao phủ quanh năm, nhưng hôm nay lại xuất hiện mặt trời. Ánh mắt mọi người vô cùng kinh ngạc, họ nhìn thấy một vầng mặt trời tỏa ra hào quang tại đất bằng, ánh hào quang ấy làm cho những hạt bụi đều biến thành cát vàng, chiếu sáng rực rỡ. Kiếm ý mạnh mẽ trên người Lâm Nhất không ngừng tăng vọt, nó đang thiêu đốt như một ngọn lửa thánh. Vèo. Khi mặt trời chiếu sáng, thiếu niên áo xanh đứng trên hộp đựng kiếm biến thành khí thế kim ô xông về phía Mạc Huyền và Hàn Lôi.
khí thế ấy thẳng tiến không lùi, chứa đựng khí phách vương giả, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chủ động tấn công, hắn muốn trấn áp Huyền Lôi Song Kiếm sao? Điều này thật đáng sợ, Huyền Lôi Song Kiếm là yêu nghiệt chiến giới, tồn tại cấm kỵ đấy. Quá điên cuồng. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh trước mặt làm cho kinh hãi, có cảm giác như thần thoại chiến giới vô địch đã mơ hồ bị phá vỡ. Ngươi muốn chết sao? Huyền Lôi Song Kiếm đang ngăn cản Ngũ Rộng Vành, vừa thấy Lâm Nhất chủ động tấn công thì trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Quá đáng lắm rồi. Hắn thật sự cho rằng Huyền Lôi Song Kiếm có thể tùy ý ức hiếp sao? Thế thì hắn đã quá coi thường thực lực của chiến giới thiên càn rồi đó. Hai người nổi giận, trên người mỗi người bắn ra khí thế đáng sợ đánh nát chiếc mũ rộng vành tỏa năng lượng mạnh mẽ cách đó trăm thước. Bùm! Chiếc mũ lập tức nổ tung, tựa như một ngọn núi cao nổ tung ngay dưới mặt đất bằng, tạo ra những đốm lửa vô cùng đáng sợ. Đừng giữ lại sức, hôm nay hắn cần phải chết. Hàn Lôi và Mạc Huyền nhìn Lâm Nhất đang lao tới, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hai tay họ kết thành một ấn ký cổ xưa nào đó, cùng với sự thay đổi của ấn ký, chân nguyên phun trào trong bốn vùng khí hải lập tức sôi sùng sục. Phù văn lôi đình trôi nổi trong vùng khí hải đột nhiên nở rộ rồi bốc cháy, trông như một loài hoa cổ xưa. Âm ầm, khi hoa lôi đình nở rộ hoàn toàn, chân nguyên phun trào xung quanh hai người đều biến thành ánh lửa đỏ thắm. Đó là ngọn lửa được tạo ra nhờ lôi đình thuần chất đốt cháy, nhìn từ xa trông như một biển lửa mênh mông. Ánh lửa mịt mù hơi nóng ngút trời. Lúc này thân thể của hai người càng lúc càng đỏ rực, quanh người lập lòe tia chớp như máu. Họ đứng lặng trong biển lửa mênh mông, lưng tựa như kiếm, toát ra khí thế có thể khiến cho bầu trời cũng phải cúi đầu. Tất cả mọi ánh mắt trên cao nguyên Hoàng Sa đều đổ dồn vào Huyền Lôi Song Kiếm, có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên người họ. Phù văn lôi đình được khắc trong vùng khí hải kia chính là át chủ bài của chiến giới thiên càn, Lâm Nhất đã dồn họ vào đường cùng. Lâm Nhất, có thể ép ta đến bước đường này, dù ngươi có chết thì cũng đã đủ kiêu ngạo rồi đấy. Sấm sét vang rền, ánh lửa hừng hực, giọng nói của Hàn Lôi và Mạc Huyền vang vọng trong biển lửa mênh mông, lao tới tấn công với khí thế vô cùng sắc bén. Vẫn chưa hết. Trong biển lửa sấm chớp nổi lên sóng lớn ngập trời, ngay sau đó sau lưng hai người xuất hiện hai thanh kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ lôi quang hỏa diễm. Khi thanh kiếm khổng lồ đó xuất hiện, không gian nơi đây trở nên sáng choang, giờ phút này khí tinh nguyên rải rác trong không khí cũng bắt đầu rực cháy. Rầm rầm. Hai thanh kiếm khổng lồ sau lưng hai người bay lượn quanh nhau, Mạc Huyền và Hàn Lôi cùng lúc thoát ẩn, nhìn như hai hợp thành một, không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Hai người tu luyện thuật hợp kích đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đến lúc này còn sử dụng tất cả át chủ bài. Đi chết đi. Một tiếng quát giận dữ vọng ra từ trong biển lửa, cả hai người đều ra tay, xông về phía Lâm Nhất. Huyền quang bất diệt, lôi chấn hư không. Thiên địa càn khôn, thánh hỏa bất diệt. Sức mạnh có thể được gọi là cấm kỵ biến thành một cơn lốc cao mấy trăm trượng cuốn theo Huyền Lôi Song Kiếm chém về phía Lâm Nhất trước ánh mắt của tất cả mọi người. Mà trong cơn lốc kia, ánh mắt của Hàn Lôi và Mạc Huyền đã hoàn toàn lạnh lẽo, họ đứng trên cao nhìn xuống, ánh sáng lạnh phun trào trong mắt. Đã chủ quan rồi. Trong đám đông mấy vạn người có người nhíu mày, cho rằng Lâm Nhất không nên chủ động tấn công, chung quy vẫn hơi coi thường đối phương. Có lẽ hắn sẽ chịu thiệt không nhỏ vì một đòn này, chắc hẳn còn sẽ bị thương nặng. Thuật hợp kích. Trên không trung, Lâm Nhất nhìn về phía gió lốc hỏa diễm đang không ngừng phóng đại trong mắt. Hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ uy lực này. Đó là sát ý, hai người này muốn giết hắn. Rất mạnh, điều này tương đương hai loại võ học tạo hóa cấp đế giả dung hợp hoàn mỹ. Quả thật hắn đã coi khinh thực lực của chiến giới thiên càn rồi. Có điều vẫn còn kém xa lắm. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lùng, ngay lúc đó, trong mắt hắn toát ra sự sắc bén vô tận. Kiếm quang màu tím xanh bắn ra, một cánh cửa mở ra trên bầu trời, kiếm ý vô tận đổ vào người Lâm Nhất như thác nước. Kiếm quang trên người hắn đạt tới mức cao nhất. Hắn cầm táng hoa vung lên, bầu trời dao động như con sóng lớn. Sau đó, trước ánh mắt bao người, Lâm Nhất chém một nhát đỡ lấy thuật hợp kích của hai người này. Kiếm ý thông thiên. Nhìn thấy cảnh này,
Tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa đều chấn động, vô số người ngước lên nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ lâu đã nghe nói công tử Táng Hoa nắm giữ kiếm ý thông thiên khi chỉ mới cảnh giới thiên phách, đó là cảnh giới mà cả tinh quân cũng khó đạt được. Lúc này được nhìn thấy tận mắt, mọi người cứ ngỡ như mình đang mơ, không ngờ lại thật sự có người có thể nắm giữ đại sát khí kiếm ý thông thiên này ở cảnh giới thiên phách. Advertisement. Tản ra cho ta. Lâm Nhất chau mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo hiếm thấy. Muốn giết ta, đã nghĩ ra cái giá phải trả hay chưa? Advertisement. Lâm Nhất ngăn lại uy lực của đối phương, được thế vẫn không chịu bỏ qua. Hắn như một con kim ô trên không trung, ánh sáng bừng lên, chém ra hai nhát kiếm liên tiếp. Một kiếm, tử khí đông lai. Một kiếm, chiêu dương như hỏa. Sau hai nhát kiếm, cơn gió lốc đáng sợ giữa không trung bị chém vỡ hoàn toàn, Mạc Huyền và Hàn Lôi bị đẩy ra xa mấy trăm mét. Sắc mặt của hai người trông có vẻ rất khó coi, thuật hợp kích lại bị phá thêm một lần nữa, đây đã là thủ đoạn cuối cùng của họ. Nếu tung ra một đòn này thì cũng ít nhất một phần ba mấy vạn người ở dưới đều sẽ chết. Đó là một con át chủ bài rất đáng sợ, là đòn sát thủ đã giúp mười phương chiến giới nổi tiếng khắp con đường thông thiên. Nhưng khi đụng phải kiếm ý thông thiên, tất cả đều biến thành bọt nước. Rốt cuộc thằng nhóc này là quái vật từ đâu xuất hiện vậy? Lòng bàn tay hai người cầm kiếm bị rách ra, máu chảy dọc theo chuôi kiếm, sau đó từ chuôi kiếm trượt xuống, trông vô cùng nổi bật giữa không trung. Chỉ có chút bản lĩnh này mà dám không biết ngại tự xưng là cấm kỵ ư. Trên người Lâm Nhất phóng thích sát ý lạnh như băng, sợi tóc của hắn chậm rãi bay phất phới, ánh mắt nhìn về phía hai người họ thoáng hiện vẻ giễu cợt. Công tử Táng Hoa, người đừng khinh người quá đáng. Mạc Huyền sầm mặt lại, lạnh lùng nói, đắc tội chiến giới thiên càn ta, con đường thông thiên không có ai cứu được ngươi đâu, tốt nhất là bây giờ ngươi nên cút ngay đi. Nghe vậy, trong mắt Lâm Nhất có lửa giận bùng cháy, vẻ mặt của hai người này thật đáng ghét. Đặc biệt là tên Mạc Huyền này. Khinh người quá đáng, ta cứ khinh ngươi đấy thì sao nào? Lâm Nhất nhấc gót chân lên, bật nhảy lên cao. Cầm kiếm Táng Hoa cuốn theo kiếm ý thông thiên vô tận tiếp tục tấn công. Đại Nhật Huyền Không. Như Nhật Trung Thiên. Lâm Nhất lao tới như Đại Nhật, chém ra một nhát kiếm tạo thành cột sáng to lớn vô cùng, những nơi nó đi qua đều xuất hiện những đám mây bảy màu. Hắn thật đáng sợ, lúc này Lâm Nhất như thiếu niên chí tôn bước ra từ trong mặt trời, rồi lại giống như sát thần dưới địa ngục. Thần thoại sụp đổ. Huyền Lôi song kiếm thảm hại vô cùng, hoàn toàn không còn phong thái vô địch như trước đó. Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Lâm Nhất càng lúc càng lóa mắt, cao nguyên Hoàng Sa bắt đầu rung chuyển trước kiếm ý này. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông thiên, uy lực của Nhật Diệu thần kiếm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không cản được, đi mau lên. Advertisement. Chết tiệt, thằng khốn này quá kiêu ngạo, đợi sau khi công tử đến nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Mặt mày Hàn Lôi và Mạc Huyền tái nhợt, hai người sợ vỡ mật, sâu trong lòng cực kỳ uất ức. Kể từ khi đến con đường thông thiên, họ chưa bao giờ gặp phải cảnh bị người khác áp đảo từ đầu tới cuối như thế này. Họ cao cao tại thượng, được gọi là cấm kỵ ở khu vực này, không ai dám trêu chọc. Advertisement. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đảo ngược, hai người họ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Lâm Nhất trông thật nực cười. Giờ phút này, sự ngông cuồng và những lời quát tháo trước đó có vẻ thật mỉa mai, lại nghĩ đến lúc nãy bị tát một bạt tai, họ càng khó chịu hơn nữa. Mạc Huyền và Hàn Lôi đều ra tay, họ cầm lấy thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng cọ sát vào nhau rồi đưa tới trước mặt. Ken két. Hai thanh kiếm khổng lồ đặt ngang ngăn chặn tất cả ánh sáng, tạo thành lá chắn như một ngọn núi cao. Bên trên lá chắn, Mạc Huyền và Hàn Lôi lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, ánh mắt ấy như rắn độc nham hiểm. Tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Lâm Nhất, các công tử đã sắp tới rồi. Ngươi đừng hòng sống sót đi tới thành tứ tượng, đắc tội chiến giới thiên càn, ngươi nhất định sẽ chết. Sau khi hai người trốn ra sau lá chắn này, họ rất tự tin về nó, trước khi đi còn buông lời uy hiếp Lâm Nhất. Ta đã cho phép các ngươi đi chưa? Lâm Nhất lạnh lùng lên tiếng, hắn chém ra một kiếm, chín vầng mặt trời dâng lên từ phía sau lưng hắn. Rắc, rắc, rắc. Nhát kiếm này còn chưa chém ra, bầu trời đã bị lửa bao trùm, tất
tất cả những đám mây đều bị đốt cháy thành khói đen. Dưới chín vầng mặt trời này, toàn bộ sự sống đều bị tước đoạt, ngay cả khí tinh nguyên cũng bị đốt cháy thành hư vô. Chiêu thức mạnh nhất của Nhật Diệu Thần Kiếm, Cửu Dương Diệu Thiên được Lâm Nhất thi triển, vẻ mặt hắn lạnh như băng. Khi chín vầng mặt trời phủ kín bầu trời, kiếm quang chói mắt như thanh trường thương nghìn trượng của thần linh đâm ra. Lá chắn to lớn được tạo thành từ hai thanh kiếm khổng lồ kia lập tức bị chém rách dễ như giấy, ngay sau đó có tiếng ầm ầm vang lên. Hai thanh kiếm được ngưng tụ từ lôi hỏa sụp đổ trước vô số ánh mắt đang dõi theo, Hàn Lôi và Mạc Huyền hộc ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Lâm Nhất rời mắt nhìn về phía Mạc Huyền. Chết đi! Hắn không khách khí chút nào, hai tay giang ra như cánh chim của kim ô, bay tới chém một nhát kiếm. Không, không, không. Mạc Huyền kinh hãi, con người đột nhiên co lại, luống cuống thi triển liên tục đủ loại chiêu thức. Rắc, rắc, rắc. Nhưng nhát kiếm này ẩn chứa dư uy của Cửu Dương Diệu Thiên, vô số dị tượng lần lượt bị chém vỡ, kiếm quang mạnh như vũ bão cuối cùng chém vào người Mạc Huyền, để lại một vết thương vô cùng ghê rợn. Bùm, chân nguyên nổ tung, bảo giáp và quần áo của Mạc Huyền lập tức vỡ tan tành, hắn ta ngã phịch xuống đất như một con chó chết. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng này. Với bối cảnh của chiến giới, bất kể là Hàn Lôi hay Mạc Huyền, cả hai đều có đạo giáp của riêng mình. Nhiều khi đạo giáp còn quý giá hơn cả đạo binh, một là do nó hiếm, hai là có thể bảo vệ tính mạng. Bất cứ lúc nào tính mạng cũng là thứ quan trọng nhất. Cơ duyên, tạo hóa không có thì vẫn có thể tiếp tục tìm, nhưng tính mạng luôn chỉ có một. Nhát kiếm này của Lâm Nhất thật đáng sợ. Không chỉ chém rách chân nguyên hộ thể của Mạc Huyền, cả chiếc đạo giáp kia cũng chém thành bột phấn. Chân nguyên hộ thể của Mạc Huyền có nguồn gốc từ võ học tạo hóa cổ xưa, trong cả bốn vùng khí hải của hắn ta đều có phù văn lôi đình hỗ trợ. Loại chân nguyên đó mạnh hơn rất nhiều so với yêu nghiệt bình thường, trong cùng cảnh giới có thể áp đảo đối thủ. Nhưng bây giờ tất cả đều vô ích. Thần thoại đã bị phá vỡ, phong thái vô địch đã tan biến. Cái gọi là cấm kỵ cũng đã trở thành một trò cười. Mạc Huyền bị chém như một con chó chết, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, hắn ta giãy giụa đứng lên rồi lại quỳ phịch xuống, chống hai tay dưới đất ho khan, máu không ngừng chảy ra từ trong miệng. Quá thê thảm. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Mạc Huyền bị người khác nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy mặt đau rát, xấu hổ vô cùng. Mới đó không lâu hắn ta còn kiêu căng ngạo mạn. Lúc này ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Kết quả nằm ngoài dự liệu, có lẽ trước đó không ai ngờ được rằng khi Huyền Lôi song kiếm hợp sức với nhau, Lâm Nhất vẫn có thể mạnh mẽ áp đảo đối phương. Tuy các nhân tài kiệt xuất trên cao nguyên Hoàng Sa ít nhiều cũng đã từng nghe thấy tin đồn về hắn, thậm chí còn tự gọi hắn là Táng Hoa Kiếm Ma. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, sau khi đối thủ đổi thành nhân tài kiệt xuất của 10 phương chiến giới, Lâm Nhất vẫn có được phong thái như thế. Điều này làm người ta quá kinh ngạc. Vô số ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Lâm Nhất, còn chưa tới 3 tháng nữa là sẽ đến ngày diễn ra cuộc chiến cuối cùng ở Thiên Lộ. Có lẽ vị kiếm khách đến từ giới vực cấp thấp này sẽ thật sự có thể tạo nên kỳ tích của riêng mình trong cuộc chiến cuối cùng, phá vỡ cục diện 10 phương chiến giới độc chiếm 10 vị trí đầu. Con đường thông thiên vốn là con đường khát vọng, mỗi lần Thiên Lộ mở đều sẽ có hắc mã tuyệt thế được sinh ra. Sự xuất hiện của Lâm Nhất đã vô hình chứng minh cho truyền thuyết, bất kỳ ai cũng có thể biến thành rồng trên con đường thông thiên này. Bỗng nhiên, cuồng phong thổi đến từ phía xa, mặt đất đột nhiên rung lắc. Những đám mây trên trời không ngừng nhấp nhô như làn sóng, mọi người đều biến sắc, bất giác đưa mắt nhìn ra đằng sau. Đến rồi à? Sắc mặt Lâm Nhất không hề dao động, vừa rồi khi đánh nhau với Huyền Lôi song kiếm. Hắn đã cảm ứng được một vài khí tức mạnh như yêu quái đang nhanh chóng lao tới từ nơi xa. Đã thế không chỉ có một người, khí tức ấy làm cho Lâm Nhất e dè, cảm nhận được sự tồn tại của nguy hiểm. Trực giác của kiếm khách luôn rất chính xác, Lâm Nhất đoán, đó có thể là nhóm người mạnh nhất trong 10 phương chiến giới. Hiện tại vẫn chưa phải cơ hội đánh trực diện với nhóm người này, nghĩ vậy, Lâm Nhất di chuyển tới bên cạnh Bùi Tuyết. Không cho đối phương cơ hội từ chối, Lâm Nhất tự ý kéo đối phương rời đi. Hắn rất quyết đoán, không chần chừ chút nào. Công tử đến rồi. Hàn Lôi vốn đang định tạm thời chạy trốn,
thấy thế thì mắt sáng rực lên, vẻ dữ tợn lập tức hiện lên trên mặt hắn ta. Nếu như có công tử ở đây, làm sao đến lượt Lâm Nhất kiêu ngạo? Ở lại cho ta. Hắn ta muốn giữ chân Lâm Nhất, chỉ cần có thể giữ hắn lại thêm một lát, đợi đến khi các công tử tới, chắc chắn hắn chỉ còn một con đường chết. Nhưng hắn ta còn chưa kịp hành động, một cây côn sắt màu vàng đen xuyên qua hư không đánh bay hắn ta. Là ngựa huyết long, nó chưa ra tay nhưng luôn nấp trong tối theo dõi, sao có thể cho hắn ta cơ hội giữ chân Lâm Nhất? Bùm! Một đòn này khá đáng sợ, đánh cho hắn ta trọng thương hộc máu, chật vật ngã xuống đất. Hàn Lôi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ngựa huyết long ở trên không trung nhe răng trợn mắt với mình. Con mèo chết tiệt! Đây là ma sủng của Lâm Nhất, hiện giờ hung danh của nó không hề thua kém Lâm Nhất. Nghe đồn con mèo này rất mạnh, có huyết mạch chân long, hơn nữa còn tu luyện võ học chí thánh của yêu tộc, có tiếng là ăn trộm quen tay, bảo bối trong tay nó còn nhiều hơn cả yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Hồng hộc! Trên bầu trời sấm sét vang dội, ba bóng dáng tỏa ánh hào quang mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giới tử! Ba người nhóm La Chấn lẩn trong đám đông lập tức thay đổi mắt sắc, đây chính là những tên yêu nghiệt trong truyền thuyết đó sao? Giới tử chính là công tử trong lời Huyền Lôi Song Kiếm, họ tôn sùng địa vị, tương đương với thủ lĩnh giới vực cấp cao của ngoại giới. Chẳng qua chiến giới không giống với những giới vực khác, giữa các thế lực trong giới vực khác có mối quan hệ phức tạp, tự mình tranh đấu, không khác mấy so với huyền hoàng giới. Còn mười phương chiến giới thì giống với lãnh địa của một gia tộc. Giới tử là người có thiên phú mạnh nhất thuộc dòng chính của gia tộc, là người đứng đầu một khu vực, có được tài nguyên và truyền thừa không cách nào tưởng tượng nổi. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu như Lâm Nhất được phép sử dụng toàn bộ tài nguyên của huyền hoàng giới, vậy thì trước khi tiến vào con đường thông thiên hắn sẽ cực kỳ mạnh. Mười phương chiến giới đều như thế, tất cả mọi thứ ở chiến giới đều thuộc quyền sở hữu của chủ nhà, những người khác họ chỉ là người hầu. Hơn nữa lai lịch của huyền hoàng giới hoàn toàn không thể so sánh với mười phương chiến giới, những giới tử này sẽ mạnh đến mức nào, đương nhiên có thể tưởng tượng. Khí tức toát ra từ trên người họ cực kỳ đáng sợ, ánh hào quang rực rỡ mãi không tiêu tán. Giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, trong cơ thể họ như đang có những đóa hoa mọc lên, nở rộ rồi lại héo tàn, tiến hành luân hồi sinh và tử, nhìn có vẻ vô cùng kỳ dị. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được nhìn thấy giới tử của mười phương chiến giới, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ. Truyền thuyết nói rằng ở cảnh giới thiên phách, nếu thực lực đủ mạnh, khi đến thiên phách tầng 5 và độ kiếp sẽ có hoa tinh ma giáng lâm. Nếu như có thể thu phục hoa này, trồng nó vào vùng khí hải sẽ có thể làm cho khí hải biến thành động thiên. Khi thi triển hoa tinh ma đến cực hạn, có thể tạo ra những dị tượng này. Họ chính là giới tử trong truyền thuyết sao? Cao Nguyên Hoàng Sa bắt đầu trở nên nhốn nháo vì ba người này. Có người đưa ra nghi vấn, mơ hồ đoán được lai lịch của những người này, cảm thấy tê cả da đầu. Bình thường không thể gặp những người ở đẳng cấp này đâu, không ngờ hôm nay lại được gặp ba người một lúc. Sau khi biết chắc rằng Bùi Tuyết đang ở đây, ba người họ đã điên cuồng chạy tới đây, điều động chân nguyên đến cực hạn. Ánh sáng lập lòe như đang dịch chuyển tức thời, ba bóng dáng xuất hiện bên cạnh Mạc Huyền và Hàn Lôi. Khi nhìn thấy vết thương trên người Huyền Lôi Song Kiếm, một người trong số đó lập tức phóng thích sát ý kinh thiên động địa, luồng sát ý ấy làm cho xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Hàn ý vô tận tỏa ra từ trên người hắn ta, xương lạnh điên cuồng lan rộng ra từ dưới mặt đất. Chạy mau! Mọi người sợ tái cả mặt, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng họ không dám lùi ra xa, bởi vì người nọ ngoái đầu nhìn họ, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến người ta rùng mình. Run lẩy bẩy, đó là một lời cảnh cáo âm thầm. Ai đã làm các người bị thương? Nữ nhân đó sao? Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong miệng người nọ, mặt hắn ta như phủ một lớp băng, sắc mặt cực kỳ u ám. Là Lâm Nhất. Mạc Huyền quỳ một chân xuống, không dám ngẩng đầu. Hàn Lôi giải thích sơ lược qua một lần những gì đã xảy ra với đôi môi run rẩy. Đồ vô dụng. Người nọ nổi giận quát. Giọng hắn ta như sấm chớp, vừa mới lên tiếng, bầu trời cũng run rẩy, khiến người ta thấp thỏm lo sợ. Chúng ta có tội, xin công tử trách phạt. Mặt mũi Hàn Lôi và Mạc Huyền trở nên trắng bệch, họ vùi đầu xuống đất, không dám thẳng người.
Thiên Càn, Thần U, Huyền Long. Cách đó xa xa, nhóm người La Trấn trà trộn trong đám đông nhận ra lai lịch của ba người này, vẻ kinh ngạc thoáng hiện qua trong mắt họ. Điều này quá đáng sợ. Rốt cuộc Bùi Tuyết đang giữ bảo vật gì mà lại có thể khiến cho giới tử của cả ba chiến giới cùng nhau đến, quả thật không thể tưởng tượng. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể hoành hành trên con đường thông thiên, không ai cản nổi. Thậm chí không cần họ ra tay, La Trấn cũng biết sẽ có rất nhiều thủ lĩnh giới vực cấp cao tự nguyện chủ động thần phục họ. Số lượng tài nguyên mà 10 phương chiến giới đã tích lũy sau nhiều năm quá khủng khiếp, đôi khi chỉ cần lấy ra một ít tạo hóa thôi cũng đủ mạnh hơn rất nhiều so với những truyền thừa bình thường ở con đường thông thiên. Hắn ta cũng từng có cơ hội nương tựa vào một phương chiến giới, chỉ là hắn ta thích tự do nên mới không chọn. Lâm Nhất đưa Bùi Tuyết đi khỏi tay Huyền Lôi Song Kiếm, e rằng đã tạo thành rắc rối rất lớn. Vừa nghĩ tới đây, vẻ lo âu chợt thoáng qua trong mắt La Trấn, Lâm Nhất hành động còn hơi bốc đồng. Từ đầu hắn ta đã khuyên đối phương đừng manh động, chiến giới không dễ động. Giờ thì hay rồi, còn động vào cả ba chiến giới. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu tính tình Lâm Nhất không chính trực như thế thì kiếm tâm của hắn đã bền vững, có lẽ trình độ kiếm đạo cũng đã không có được thành tựu như bây giờ. Kiếm khách vẫn luôn như thế, đúng sai rõ ràng, có ơn báo ơn, có oán báo oán, lòng hướng về kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong. Không bao giờ bị cám dỗ bởi bất cứ ai hay thứ gì khác. Chẳng qua trên con đường thông thiên rộng lớn này không có mấy người có thể làm được thôi. Mình cũng thế, La Trấn thầm thở dài trong lòng. Đại ca, đó là gì vậy? Vào lúc này, Tần Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi La Trấn, hắn ta nhìn thấy trong tay giới tử thiên càn xuất hiện một chiếc bảo kính. La Trấn khẽ nheo mắt nhìn thật kỹ, sau đó không khỏi nghẹn ngào thốt lên, hồi quang bảo giám. Đó là một loại bí bảo có thể tái hiện lại những gì vừa xảy ra trước đó, khá giống với quay ngược thời gian, vô cùng thần kỳ. Có điều hạn chế rất lớn, hình ảnh mà hắn ta muốn tái hiện phải cần có dao động năng lượng mãnh liệt mới thành công. Nếu như quá yếu, hình ảnh sẽ không thể xuất hiện, nếu thời gian quá dài thì cũng không thể tái hiện. Vèo, vèo, vèo. Sau khi hồi quang bảo giám được khởi động, phía trước mặt lập tức hiện lên vô số hình ảnh. Đa số hình ảnh đều rất mờ. Trước khi Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông thiên, chỉ có hình ảnh khi hắn đỡ chiêu Huyền Lôi Song Kiếm hợp lực mới khá rõ, dị tượng đáng kinh ngạc lúc đó được tái hiện gần như hoàn mỹ. Đây là... Vẻ ngạc nhiên lóe qua trong mắt giới tử thiên càn, mặt hơi biến sắc, hắn ta cố định hình ảnh lại. Vèo. Hắn ta lập tức bay lên không trung, nhìn Lâm Nhất dùng thánh giáp thương long ngăn lại Huyền Lôi Song Kiếm trong hình ảnh. Giới tử Thần U và Huyền Long cũng theo sau, ba người đồng loạt nhìn về phía ngực Lâm Nhất. Ở nơi đó tỏa ra ánh sáng thần văn, nhìn kỹ sẽ thấy uy lực thần văn đến từ một cây xương sườn trên ngực hắn. Bảo cốt thương long. Cả ba người đều kinh ngạc, nghĩ thầm hóa ra là vậy, thảo nào tên rác rưởi hạ giới này lại có thể thắng Huyền Lôi Song Kiếm. Ngay sau đó trong mắt họ lộ ra vẻ khao khát. Không ngờ cơ duyên trên tạo hóa của bảo điện thương long lại là một chiếc bảo cốt thương long, điều này thật bất ngờ. Giới tử thiên càn lạnh lùng lên tiếng, người này không thể giữ lại. Đêm, trăng tròn lẻ loi. Mặt trời và mặt trăng ở con đường thông thiên to hơn ở hạ giới rất nhiều. Nó to như một ngọn núi nhưng lại cách xa vô tận. Cảm giác này rất lạ, nếu như nhìn quá lâu sẽ mang lại cho người đang ngắm trăng cảm xúc nhỏ bé thấp hèn. Lúc này, cao nguyên Hoàng Sa, Lâm Nhất đang ngồi thẳng trên một tảng đá lớn, khoác trên mình ánh trăng màu bạc. Mái tóc dài của hắn xõa tung như thác nước, mỗi sợi tóc đều tỏa sáng lấp lánh, bộ quần áo xanh phát sáng trông có vẻ thần thánh và sâu thẳm trong bóng đêm, mang lại cho người ta cảm giác rất êm dịu. Sau lưng Lâm Nhất có một hư ảnh ngân xí thần nhân, rất giống với hư ảnh mà Vũ Hạo Thiên tạo ra ngày hôm đó. Nhưng lại có khác biệt rõ rệt. Trong đôi mắt sâu thẳm của ngân xí thần nhân này không có bất cứ tia ma quang nào, chỉ có một ngọn lửa bạc nở rộ như hoa, chập chờn theo gió. Lâm Nhất ngồi trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, tay thỉnh thoảng kết thủ ấn cổ xưa. Bùi Tuyết và Ngựa Huyết Long ở cách đó không xa đang lẳng lặng canh gác, trong mắt Bùi Tuyết có chút tò mò, có chút lo âu, cũng có chút tức giận. Sau khi tự ý đưa nàng ta đi, trên đường Lâm Nhất không nói câu nào với nàng ta. Chỉ tập trung cưỡi ngựa.
sau khi vất vả lắm mới dừng lại, hắn vẫn một mình tu luyện, hơn nữa còn không cho nàng ta đi. Bỗng nhiên, hư ảnh ngân xí thần nhân sau lưng Lâm Nhất hiện ra vô số dị tượng. Có huyền điểu bay lượn, có hoa quế nở rộ, có thỏ ngọc chạy trốn, thậm chí còn có thần nữ đánh đàn thổi sáo, tiếng sáo oai hùng không ngừng văng vẳng bên tai, thánh huy tràn ngập, linh vụ nổi lên, làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong tiên cảnh. Vầng trăng tròn vô hình trên bầu trời chiếu xuống như mộng ảo, vừa giống thật vừa giống giả. Bùi Tuyết kinh ngạc, hoàn toàn ngơ ngác. Dưới dị tượng này, Lâm Nhất ngồi trên tảng đá trông có vẻ kỳ ảo thần thánh hơn bao giờ hết. Hắn giống như tiên giáng trần, toát ra khí chất phi phàm không thể tả bằng lời. Vèo. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mở mắt ra, hai tay kết ấn từ từ thả ra. Hắn nhìn về phía Bùi Tuyết, đối phương giật mình hoàn hồn lại, mặt đỏ lên. Bùi Tuyết ảo não nói bụng, mình đang làm gì thế này? Nhìn người ta chằm chằm lâu thế mà còn bị bắt quả tang. Nàng rất không được tự nhiên, giả vờ thoải mái hỏi, người đang tu luyện quyền pháp của Vũ Hạo Thiên đúng không? Có thể cho là vậy, nhưng mà cũng không hẳn là vậy. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Cũng may, hình như đối phương không phát hiện, Bùi Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lòng hiếu kỳ dâng lên cao, nàng ta vô thức hỏi, có nghĩa là gì? Lâm Nhất thành thật trả lời, đúng là đang tu luyện loại quyền pháp đó, có điều ta đã thấu hiểu nội dung quyền pháp cụ thể, từ lâu đã hiểu rõ trong lòng. Ta không tu luyện quyền pháp mà đang tu luyện ấn ký cổ ấn thái âm kia, cho nên cũng không hẳn là vậy. Phức tạp thế ư, Bùi Tuyết càng nghe càng rối. Lâm Nhất thấy thế cũng không giấu giếm gì, giải thích chi tiết cho đối phương. Nguyệt Diệu Thần Quyền và Nhật Diệu Thần Quyền cùng loại với nhau, cấp bậc cũng không phải cố định, được tính quyết định dựa vào thiên phú của người học. Nói cụ thể hơn là cảnh giới mà cổ ấn thái âm có thể tu luyện đến cảnh giới nào, quyền pháp sẽ mang cấp bậc đó, có thể là cấp bá chủ, có thể là cấp vương giả, cũng có thể là cấp đế giả. Đương nhiên Lâm Nhất sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp bá chủ, thế nên kể từ khi rời khỏi Thương Long cấm giới, hắn vẫn luôn nghiên cứu cổ ấn thái âm. Khác với cổ ấn thần dương, hắn đã tu luyện tạo hóa tìm được ở Nhật Diệu Tinh Cung trong mặt trời một thời gian, dễ dàng tu luyện cổ ấn thần dương đến hóa cảnh. Còn cổ ấn thái âm thì không có tạo hóa tương tự, vậy nên nó rắc rối hơn rất nhiều. Thế bây giờ ngươi đã tu luyện tới hóa cảnh chưa? Bùi Tuyết tò mò hỏi. Lâm Nhất nhìn vầng trăng tròn trên trời, nhẹ nhàng đáp, còn thiếu một bước nữa. Còn thiếu một bước, Hạo Nguyệt Hữu Linh. Trong cổ ấn thần dương phải tạo ra linh hồn kim ô mới đạt đến hóa cảnh. Hắn cảm ngộ được rất nhiều dị tượng từ cổ ấn thái âm, có huyền điểu, có thanh loan, có cây quế, có ma thú. Lâm Nhất vẫn chưa xác định được cách tạo ra linh hồn trong cổ nguyệt thái âm thì mới có thể đạt tới hóa cảnh mà không có sai sót nào. Ngươi đã tu luyện thành công Nhật Diệu Thần Quyền, tại sao còn muốn tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền? Bùi Tuyết hỏi điểm mấu chốt, ánh mắt chợt lóe. Lâm Nhất cười, bí mật. Bùi Tuyết thấy Lâm Nhất không trả lời, suy tư một lúc rồi bảo, nếu như chỉ là cổ ấn thái âm, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ồ! Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe qua, hắn cũng hơi bất ngờ, đối phương biết được bí mật gì ư? Trên cao nguyên Hoàng Sa này có một loại cỏ tên là cỏ Nguyệt Hồn. Nó hình thành nhờ hấp thu ánh trăng từ ngày này sang tháng nọ ở con đường thông thiên. Cỏ này đã sinh hồn. Sau khi luyện hóa có lẽ sẽ có lợi cho việc ngươi lĩnh ngộ cổ ấn thái âm, Bùi Tuyết khẽ nói. Có loại cỏ này sao? Lâm Nhất hào hứng hỏi kỹ hơn, quả thật là có. Nhưng loại cỏ này có độc, mà còn được yêu thú mạnh canh giữ, nó là cỏ thánh của một bộ tộc Ma Lang. Sau một lúc đắn đo, Lâm Nhất đã đưa ra quyết định. Đi! Cổ ấn thái âm là mấu chốt để tu luyện võ học thánh linh. Có liên quan đến việc Lâm Nhất có thể tỏa sáng trong cuộc chiến cuối cùng hay không, nó rất quan trọng đối với hắn. Mạo hiểm một tí cũng chẳng là gì, rất đáng giá. Ngươi chắc chứ? Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn khắp nơi trên hoang nguyên này đều có người đang tìm chúng ta, phải mau chóng đi tới thành tứ tượng mới đúng. Sau đó thì sao? Lâm Nhất khẽ nheo mắt lại. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ sắc bén, hắn cười đáp, chẳng lẽ phải trốn cả đời không lộ diện. Đây không phải tính cách của ta, không cần biết hắn ta là mười phương chiến giới gì cả.
Một khi đã đối địch với ta, cứ ném văng là được. Bùi Tuyết thoáng sững sờ, rõ ràng là đã bị kinh ngạc bởi lời này của Lâm Nhất. Sau khi trời sáng, Lâm Nhất đang tiến đến bộ tộc Ma Lang thì cảm ứng được có người đang truy lùng và tìm kiếm mình. Nhân số rất nhiều, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất của một số giới vực cấp cao, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Không ngờ lại có nhiều nhân tài kiệt xuất ưu tú của giới vực cấp cao lại nghe theo sự sai phái của người chiến giới như vậy. Một cuộc truy sát và phản truy sát cứ thế diễn ra. Mặc dù cao nguyên Hoàng Sa rất rộng, nhưng để ẩn nấp triệt để thì không được thực tế cho lắm. Chỉ mới sau 3, 4 ngày, Lâm Nhất, Bùi Tuyết với ngựa huyết long đã gặp khoảng 10 đợt bao vây và phục kích. Bùi Tuyết đã bị trọng thương, nửa người nàng ta đang chảy máu, suýt nữa đã bị hai tên thủ lĩnh giới vực cấp cao giết chết, vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhất không bị thương, thậm chí không bị sao cả. Nhưng hắn rất khó chịu vì bị gò bó, mỗi lần muốn tàn sát đều có thể cảm nhận được ba luồng khí tức cực kỳ kinh khủng xông thẳng về phía mình. Khí tức ấy vô cùng đáng sợ, bất kỳ ai trong số họ đều có thể làm cho Lâm Nhất kiêng dè, tỷ lệ thắng không cao. Theo lời của Bùi Tuyết, những người này là giới tử. Nếu cả ba giới tử hợp sức với nhau, một khi bị bao vây thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều, có thể sẽ bỏ mạng ở cao nguyên Hoàng Sa. Lâm Nhất buộc lòng phải né tránh, cố hết sức không ra tay để tránh bại lộ, nhiều lần thậm chí còn áp chế thực lực của mình. May mà cao nguyên Hoàng Sa rất rộng, cứ đi thẳng về trước, dốc toàn lực cũng phải mất 4, 5 ngày mới có thể đi hết. Tuy Lâm Nhất không thể hoàn toàn che giấu hơi thở của mình, nhưng ba người đó cũng rất khó tìm được hắn. Nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao tìm được hắn thì cũng chưa chắc có thể giữ chân hắn được. Nhưng sau 3 ngày, tình hình đã thay đổi đáng kể. Ngoại trừ ba tên yêu nghiệt mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, còn có những yêu nghiệt khác của chiến giới đuổi tới. Những người đó không mạnh bằng ba người này nhưng cũng rất mạnh, lợi hại hơn Huyền Lôi Song Kiếm rất nhiều, điều này khiến cho Lâm Nhất cảm nhận được áp lực. Lạ thật, đám người này đuổi giết mình có vẻ hơi liều mạng. Lâm Nhất lau sạch vết máu trên kiếm táng hoa, nhíu mày, khê thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.